Xin kính chào tất cả mọi người, hôm nay trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh về âm thanh bài, âm thanh cổ. Chúc tất cả một ngày tốt lành. Trở lại với clip ngày hôm nay, Khôi giới thiệu đến anh em một cặp loa đến từ thương hiệu nổi tiếng và huyền thoại của Nhật, đó là Beone. Và hôm nay là một cái cặp loa đồng trục cũng được liệt vào những cái danh sách là hàng huyền thoại và hàng hiếm trên thị trường anh em. Model của nó là BAX25F. Thì anh em nào có nhu cầu mà nghe nhạc rề, acoustic hoặc là sưu tầm thì anh em cùng xem clip với Khôi ngày hôm nay ha. Thì Khôi cũng đang test nhạc luôn nè, có thể demo một chút xíu. Sớm nở tối tàn, xót xa duyên mình chưa thắm đành dở dàng. Rồi Khôi mở nhỏ lại tí mình sẽ test theo nè. Thì cái cặp này anh em, Khôi ship từ bên Nhật về ha. Đó, còn rất là đẹp luôn, rất là tuyệt vời luôn. Chỗ này là bùi này, chưa chùi luôn anh em. Đó, Khôi sẽ quay cho anh em xem. Zin tuyệt đối nguyên bản 100% anh em ha. Khẳng định với anh em một lần nữa là zin tuyệt đối nguyên bản 100%, chưa vệ sinh, chưa chùi. Thì đây là cái đời được xem là cụ lớn khủng nhất của hàng anh em. Khôi sẽ kéo lại ha. Kéo lại để cho nó mình nhìn thấy được hai cụ anh em ha. Rồi, rất là đẹp. Cặp này anh em, thứ nhất là nó series liền kề, trùng series nhưng mà liền kề. Trùng cái mã được đánh dấu ở trên màn anh em. Trùng thì nó sẽ giống nhau. Mình không nói về đồ hay nhưng mà hai cái nó giống nhau. Cái màn nó giống nhau. Để khi mà anh em đóng loa hở, anh em nhìn được cái cụ ha. Rồi, thì cái này là sườn gang đúc anh em nha. Đây sườn gang đúc rất là địch luôn. Đây, Khôi lật lại cho anh em cùng xem. Đó, ha. Đó, cụ rất là to luôn. Đây nè, khủng bố luôn ha. BAX25F ha. Thì trong cái dòng F này nó sẽ còn là BAX30F nữa. Nhưng mà 30F thì rất là hiếm gặp luôn. Cặp đó thì nó rất là nhiều tiền luôn. Đó, nên là chơi cái cặp này thì nó trong cái tầm giá của mình anh em ha. Loa cực kỳ đẹp. Thì để nói về một cái món hàng đẹp hay xấu, anh em nhìn vào cái nước sơn này. Đây nè, cái nước sơn này nó rất là quan trọng. Đó anh em không? Sơn tĩnh, nếu như mà nó tróc là không thể sơn lại được anh em nha. Không thể sơn lại được. Đó. Nên anh em dựa vào đây để anh em biết được là một cái cặp loa đã qua sử dụng hay chưa. Nếu mà cái này này ở Việt Nam 1 2 năm á thì những cái phần này nó sẽ bị nổ hoặc là nó bị xuống màu rồi này nhé. Để nên lưu ý như vậy để mình biết được là một cái món hàng nó có giá trị như thế nào. Rồi cái thứ hai anh em, gân zin anh em ha. Chưa dưỡng luôn, nó vẫn còn rất là mềm anh em. Còn rất là mềm ha. Đó, nên là gân lền này, bát giấy. Và có một điều nữa để anh em cùng biết ở đây, cái bát của Beone nó phải sần chùi như thế này, gọi là bát trâu á, nên là để phân biệt như vậy. Đây anh em ha, zin tuyệt đối này, không có dấu chấm hàn nha. Thì những cái cặp như thế này á thì nó sẽ có giá trị về chất âm cũng như về sưu tầm. Còn những cái cặp mà đã làm rồi á thì thôi mình không nói ha, mình không nói ra đừng chạm. Rồi thì cái cụ này này anh em để ý có hai đời, một đời là 18 ôm, một đời 16 ôm anh em ha. Cái đời 16 ôm á thì nó hiếm hơn, và thứ hai nữa nó sẽ là mít hay mít ngọt ngào á, hay còn nói là mít lồng lồng á. Những người mà biết chơi là chắc chắn rồi, khi mà nghe nói là dòng loa 16 ôm thì chắc chắn sẽ bê ngay chứ không cần suy nghĩ nhiều ha. Dựa lựa chọn 16 và 8 thì họ sẽ chọn 16 nha. Nên đây cũng là cặp có giá trị luôn. Rồi nói chung là những cái món đồ mà Khôi ship về á thì nó phải có đạt được những cái tiêu chí mà cá nhân của Khôi đánh giá cao, không mới ship về nè. Đây nè, bên nó là chép còi anh em ha, chép còi nè, nó và zin. Đây cái màng của nó này anh em ha, mặt giấy rất là mềm anh em. Đây nè, anh em sờ vào nó nhúng cỡ này ấy, thì nó sẽ đánh lên bát ha. Rồi, tại vì Khôi chưa lên thùng nên Khôi không có test được cái nhạc mạnh hoặc là test bolero to, Khôi sẽ test nhạc trữ tình thôi. Đây nè, đây. Anh em phải để ý là hai cái màng nó giống nhau thì cặp loa nó mới có giá trị nha. À, mình chỉ nói vậy thôi để anh em nhớ và xem xét để lựa chọn. Rất tuyệt vời ha. Đó. Rồi. Nói chung là zin tuyệt đối nguyên bản và đẹp. Chưa vệ sinh nha. Mấy cái này chưa vệ sinh đâu. Mình chưa có quét vệ sinh luôn. Đó. Thì anh em có nhu cầu mình sẽ làm, còn không thì mình để vậy theo đúng chất là đồ bại anh em nhé. Rồi ok. Bây giờ mình nghe thử đã. Rồi mình sẽ xem cái mức giá vào cuối clip, và anh em yên tâm là cái cặp này mình bán thu hồi vốn, xả hàng trong mùa hè này, nên chắc chắn sẽ là mức giá tốt nhất Sài Gòn hiện tại ha. Rồi
test thử này. Thì về cái phần cuối là cái phần tư vấn phối ghép và báo giá, thì cái cặp này anh em cứ có đi bán dẫn số đồng tủ công suất nhỏ thôi là rất là hay. Còn ghép đèn thì rất là đền. Tại vì sao? Tại vì đồ nhảy cao quá nè. Con này là tới 101, cặp này đến 101 dB nè. Nên anh em chỉ cần bén mùi âm ly thôi, bén âm ly mùi đèn thôi là nó đủ ra rồi ha. Rồi đó. Rồi cặp loa đẹp, series trùng nhau, rồi zin tuyệt đối nguyên bản nha. Nên nó còn giá trị, và đặc biệt là cụ loa anh em cũng thấy nước sơn tĩnh điện mà nó chưa có dấu vết gì là đến đẹp rồi. Thôi không nói nữa. Rồi về mức giá anh em thì như Khôi chia sẻ là Khôi bán thuốc cái đợt hè này để thu hồi vốn và tiền nhà. Không có thời gian để ngồi chờ ship cái thùng zin. Khôi muốn thùng zin về để bỏ vào cho nó giá trị, nhưng mà thôi bây giờ bán để thu hồi vốn nha. 15.500.000. Khôi đảm bảo với anh em mức giá này đang là mức giá rẻ nhất trên thị trường luôn. Vì cái giá này Khôi bán với anh em là giá cà phê thôi, chứ không có lời lãi gì đâu nha. Anh em có thể tham khảo trên thị trường trước khi mà chốt hàng tại Khôi để yên tâm. Rồi, một lần nữa Khôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người những clip sau. Về phần giao dịch thì đã tin tưởng nhau thì chuyển khoản cho tên. Còn nếu mà ngài chưa yên tâm thì cọc trước 30%. Và còn lại thì bưu điện sẽ thu hộ khi ship hàng vào. Mà anh em lưu ý là chuyển khoản đủ Khôi để báo ship. Còn ship siêu rẻ thì anh em phải tự trả ship, vì cái phần tiền thu hộ, dịch vụ thu hộ là bên Khôi sẽ phải mất rồi nhé. Ở Sài Gòn thì anh em ghé lấy hoặc cho địa chỉ mình giao từng nhà đều được. Rồi, cảm ơn tất cả và nhớ đăng ký kênh cũng như bật chuông để nhận được các thông báo mới nhất mà Khôi đăng tải hàng ngày. Khôi xin phép tạm dừng ở đây và hẹn gặp lại.